Xin chào các bạn nha. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật là ngọt ngào, một buổi sáng thật là tốt lành, và chúng ta theo như thường lệ thì chúng ta lại gặp nhau đúng không ạ? Và Nguyễn Hiếu cũng rất là hào hứng bởi vì cái chương trình thử thách cùng Nguyễn Hiếu vào 5:30 sáng, và cái số lượng học viên tham gia luyện tập cùng với cả Nguyễn Hiếu vào buổi sáng thì càng ngày càng tăng lên. Và Nguyễn Hiếu cũng rất là vui, rất là bất ngờ bởi vì các bạn cũng rất là cam kết để mà tham gia cái chương trình cùng với Nguyễn Hiếu. Rồi, Nguyễn Hiếu nhìn thấy rất nhiều các bạn đang vào rồi. Bạn nào đã có cái thói quen dậy sớm và cảm thấy rằng là dậy sớm thì một ngày rất là dài và có ý nghĩa và làm được nhiều việc hơn, khỏe hơn nữa, bình luận xuống phía dưới đi ạ. Bình luận giúp Nguyễn Hiếu xuống phía dưới. Chào buổi sáng tốt lành nha. Các bạn đang vào tăng lên rất là nhanh. Chào buổi sáng tốt lành, và Nguyễn Hiếu cảm ơn sự cam kết của các bạn. Bình luận xuống phía dưới đi ạ. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ chờ đợi những bạn vào sau một chút các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vài phút, và trong lúc này thì Nguyễn Hiếu sẽ trò chuyện cùng với các bạn. Các bạn bình luận xuống lời chào đi. Và bạn nào mà đã chuẩn bị xong hết rồi thì hãy bình luận xuống phía dưới sẵn sàng. Sau đó thì nhấn cái nút chia sẻ, có cái phần chia sẻ thì hãy chia sẻ ngay cái livestream này của Nguyễn Hiếu lên Facebook, lên các cái nhóm mà các bạn tham gia để gọi bạn bè của mình dậy và cùng tập với chúng ta được không nào? Đúng rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều, và sau khi các bạn chia sẻ rồi thì để lại số 1 để Nguyễn Hiếu được biết, và Nguyễn Hiếu sẽ truyền cái năng lượng cảm ơn và biết ơn các bạn cùng đồng hành với Nguyễn Hiếu trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta vẫn đang tiếp tục trong thời gian chờ đợi các bạn vào sau một chút các bạn nhé. Bạn nào mới vào hãy bình luận ngay xuống phía dưới lời chào chúc buổi sáng tốt lành đi ạ, để cả ngày hôm nay của chúng ta đón nhận là những điều tốt lành nhất đến với cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta thấy đấy đúng không nào, những ngày đầu thì một vài bạn thì cũng có hay quên, thế nhưng mà sau dần dần thì mới chỉ khoảng một thời gian ngắn thôi là Nguyễn Hiếu đã thấy rằng là các bạn dậy thành thói quen rồi, và có nhiều bạn còn dậy trước cả cô, dậy sớm hơn rất là nhiều, nhắn vào trong group ấy ạ. Đấy, và bạn nào mà chưa được tham gia vào trong group tập nhóm VIP những người tập yoga Nguyễn Hiếu ở trên Facebook thì nhanh chóng nhấn vào tham gia nhóm nhé. Hay là liên hệ với cả cái số điện thoại của Nguyễn Hiếu ghim ở trên đầu cái bình luận ở trong cái livestream này, thì các bạn tham gia add số của Nguyễn Hiếu vào để cần được tư vấn thì chúng ta sẽ được tư vấn kịp thời bạn nhé. Giúp Nguyễn Hiếu nhấn nút chia sẻ đi ạ. Nhấn nút chia sẻ, sau đó thì để lại số 1, và đừng quên là khi mà chúng ta chia sẻ vào trong nhóm những cái tấm hình của chúng ta luyện tập cùng với Nguyễn Hiếu thì viết thêm cái cảm nhận của các bạn và cái sự thay đổi của các bạn như thế nào này. Đó, ví dụ như các bạn thấy khỏe hơn này, hay là sau một thời gian tập thì các bạn không phải uống thuốc giảm đau này, các bạn vui hơn này, các bạn ngủ ngon hơn này, phải chia sẻ ra để các bạn cùng với cả Nguyễn Hiếu truyền động lực cho các bạn xung quanh của chúng ta cùng có được cái động lực để mà luyện tập chăm chỉ. Và theo như thường lệ thì chúng ta sẽ cứ luyện tập, và cứ sau 6 buổi luyện tập thì chúng ta sẽ nghỉ một buổi. Một tuần có 7 buổi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tập 6 buổi và một buổi thì chúng ta nghỉ để cho hồi cơ các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với các cái bài livestream của Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu cũng cần có ngày nghỉ và các bạn cũng vậy, thế và để nạp thêm năng lượng này. Đó, sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nhau với nhau trong những cái chương trình buổi sáng 5:30, và khi mà dậy sớm và đồng hành cùng các bạn, Nguyễn Hiếu cũng rất là vui, tự dưng rằng thấy cái sứ mệnh của mình càng ngày càng có ý nghĩa và vui hơn rất là nhiều các bạn ạ. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi, trong khi chờ đợi thì Nguyễn Hiếu sẽ tiếp tục đi chuẩn bị để có được cái không gian luyện tập tuyệt vời nhất truyền tải tới các bạn. Và các bạn nhớ giúp Nguyễn Hiếu nhấn nút chia sẻ ngay để gọi bạn bè của mình cùng dậy luyện tập cùng với Nguyễn Hiếu bạn nha.
Om Namasvaya, chào bạn thân mến. Nếu như bạn đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với bài tập ngày hôm nay. Đẩy lùi đi những đau đớn mệt nhọc của cơ thể và tăng cường sự săn chắc cho cơ bắp cũng như là xương của chúng ta được chắc khỏe bạn nha. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với bài tập ngày hôm nay. Trước tiên thì xin mời bạn điều chỉnh tư thế ngồi thật sự thoải mái và dễ chịu. Giữ cho lưng của mình thật thẳng. Hai tay để trên đầu gối, thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt của bạn và thả lỏng đôi lông mày. Nhẹ nhàng mỉm cười nào. Bạn nhẹ nhàng mỉm cười. Thế rồi hít vào một hơi thật sâu. Thở ra thật chậm. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Bạn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi nha. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào thật sâu. Để bụng bạn căng phồng lên và thở ra, xẹp bụng lại, siết chặt bụng xuống. Tưởng tượng như lúc này bạn đang ngồi trên một thảm cỏ xanh non, xung quanh đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Khi hít vào, bạn mang theo nguồn năng lượng và sức mạnh vô tận của vũ trụ tràn vào trong cơ thể bạn, lấp đầy từng tế bào và chữa lành những tổn thương bên trong cơ thể của bạn. Khi thở ra, bạn thở hết mọi bức xúc, căng thẳng, bệnh tật được đẩy lùi, được trút hết ra khỏi cơ thể của bạn. Và cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, bạn chắp tay trước ngực nào. Sau đó hít vào. Bạn vươn tay lên, kéo giãn. Thật dài cho từng đốt sống trên cơ thể của bạn. Rồi thở ra, bạn nhẹ nhàng hạ tay xuống. Hạ xuống, thả lỏng tay trên đầu gối. Và tiếp tục hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, bạn chắp tay về phía trước ngực. Sau đó hít vào, bạn vươn hai tay lên. Kéo giãn, duỗi thật dài cho cột sống của bạn. Rồi từ từ thở ra. Bạn hạ hai tay ngang hai bên hông của bạn, chống các ngón đầu ngón tay của bạn xuống dưới sàn. Cảm nhận tay của bạn được căng chắc ra rồi đúng không nào? Giữ nguyên tư thế bạn nha. Rồi hít vào. Bạn nhẹ nhàng đẩy ngực, nâng cái cằm của mình hướng lên trên, kéo cái cằm lên trên, đúng rồi. Thở ra, lưng vẫn giữ thẳng và bạn kéo giãn từng đốt sống gáy của bạn. Hai, hít vào. Bạn nâng cằm lên. Thở ra, từ từ kéo giãn gáy, giãn duỗi từng đốt sống. Sau đó hít vào. Bạn đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Từ từ thoát tay đặt lên trên đầu gối của bạn, hít vào thật sâu. Bạn đẩy căng lồng ngực về phía trước, sau đó bạn xoay qua bên phải thật chậm rãi thôi nhé. Xoay qua phải này, rất có lợi cho cột sống của bạn, 5 vòng sang phải. Trong khi xoay thì bạn hít thở đều nhé. Rồi, 2. Luôn luôn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi. 3. Bốn.
5. Rồi, Nguyễn Hiếu rất thích động tác này. Chúng ta xoay ngược lại nè. 5. 4. 3. 2. Và 1. Rồi, cảm nhận cái vùng lưng được giãn mở ra rồi hít vào. Bạn đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Sau đó từ từ bạn duỗi căng tay của bên phải thì đổ nhẹ người qua bên trái. Duỗi căng, giãn mềm cho vùng lườn eo bên phải. Rất tuyệt vời đúng không bạn? Rồi hít vào. Thở, bạn lại duỗi thẳng căng tay trái. Ngả sâu người sang bên phải và nhấn chặt chân của bên trái xuống nha. Rồi hít vào. Một lần nữa, duỗi thẳng căng tay phải nào. Thế, đúng rồi, bạn giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, rất tốt. Sau đó hít vào, đưa cơ thể về giữa. Thở ra, bạn duỗi căng tay trái. Duỗi, đúng rồi, tốt lắm. Giữ hít thở đều nha. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, thở ra, thả lỏng. Sau đó chúng ta xoay người, chống hai tay về phía trước, chống đầu gối, duỗi cái mũi chân. Thế, đúng rồi. Bạn thắt cái vùng bụng dưới, thắt cái vùng bụng dưới để đẩy cái xương sống của bạn lên nha. Đó, sau đó bạn duỗi thẳng chân của bên phải, gồng cao vai của bạn lên. Thế, đúng rồi. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, nhấc cái chân phải lên, thở, co đầu gối chạm về phía khuỷu tay phải. Hai, hít, bạn duỗi thẳng, thở ra, co chạm về khuỷu tay phải. Mỗi bên chúng ta tập 5 lần. 3, hít vào, thở ra, nhớ luôn thắt chặt cái bụng dưới lại. 4, hít, thở. Và 5, hít vào, thở ra. Rồi từ từ hít, bạn duỗi thẳng chân phải, thắt chặt bụng dưới. Thở, đưa chân về vị trí ban đầu. Chúng ta đổi bên nào. Hít vào. Rồi, thắt chặt bụng dưới này, đang thả lỏng này. Bây giờ bạn phải thắt chặt đó. Rồi, từ từ duỗi cái chân của bên trái ra. Thế, rất tốt. Sau đó hít vào, bạn nâng chân duỗi thẳng ra sau. Thở, co đầu gối chạm về khuỷu tay của bên trái. Hai, hít vào, gồng đẩy cao vai của bạn lên. Thở. Ba, hít. Thở. 4, hít, thở. Và 5, hít vào, thở ra. Rồi từ từ hít, bạn duỗi thẳng chân của bên trái. Thở, bạn hạ chân xuống vị trí ban đầu. Hít vào thật sâu. Thở, bạn lùi mông ra sau, đồng thời mở rộng đầu gối sang hai bên, kéo giãn cột sống của bạn, lùi mông ra sau. Giãn duỗi thật dài, thật dài. Cái tay của bạn về phía trước đi. Đúng rồi, hạ trán xuống nhé. Sau đó bạn di chuyển hai tay qua bên phải. Hai tay và cơ thể di chuyển qua bên phải. Hạ khuỷu tay xuống, hạ trán xuống. Lưng vẫn được duỗi dài. Rồi từ từ hít vào. Di chuyển hai tay qua bên trái. Thế, đúng rồi. Sâu qua bên trái, hạ khuỷu tay, hạ trán xuống, có thể duỗi dài tay nếu các bạn duỗi dài được. Hít thở đều, từ từ hít vào. Di chuyển hai tay trở về vị trí ban đầu, chống tay này. Nâng cơ thể lên, khép đầu gối lại. Rồi hít vào thật sâu, bạn chống cái đầu gối, dựng cái bàn chân lên, duỗi cái mũi chân, thở ra, lùi mông ra sau này, lùi mông
dùng cái cườm tay đẩy vai rồi kéo duỗi cột sống của bạn nhé. Duỗi cột sống thẳng trước, chân của chúng ta thẳng sau được không nào? Rất tốt, sau đó bạn hạ chân phải này, hạ chân trái này, chân phải, chân trái, phải, trái, để chúng ta đang làm mềm cho gân chân của chúng ta đấy. Hít thở đều, hít vào, thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó hít vào. Bạn đi bộ hai chân về phía gần của tay, mở rộng bàn chân bằng vai. Bạn thả lỏng tay vai nè. Thế tay trái nắm khuỷu phải, tay phải nắm khuỷu trái. Bạn đung đưa qua bên phải. Đầu gối chân của bạn trùng nhẹ xuống nhé. Đung đưa qua bên trái. Bạn thả lỏng đầu cổ của mình đi. Hít thở đều, đung đưa sang phải. Để bạn đang tưới máu về não, làm trẻ hóa não bộ và cơ thể của bạn. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng dùng cơ bụng kéo từng đốt, từng đốt, từng đốt sống lên bạn nha. Rất tốt, chậm rãi thôi, đừng mở mắt vội nhá, để tránh chóng mặt đấy. Rồi xoay vai, thả lỏng tay vai, giữ cho lưng thật thẳng. Sau đó hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Rồi từ từ bạn mới mở mắt ra được không nào? Đứng dịch lên trên đầu thảm, mở rộng hai chân bằng vai. Mở rộng hai chân bằng vai, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Xoay vai, đẩy ngực về phía trước, vai xoay ra sau. Bạn đan hai tay, khoanh hai tay lại ra phía sau lưng của mình. Thế, để định hình cho cái lưng của bạn, nắn chỉnh cho cái xương sống của bạn được khỏe hơn, hít vào. Vươn người về phía trước, bám chắc các ngón chân xuống dưới sàn, có thể trùng nhẹ đầu gối cũng được. Hạ cơ thể song song với mặt sàn và chậm rãi bạn hãy duỗi thẳng chân của mình ra theo khả năng. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra. Từ từ hít vào. Bạn trùng gối, nâng cơ thể, lưng đảm bảo vẫn được duỗi thẳng. Duỗi thẳng thế, nâng thẳng cơ thể lên. Rồi từ từ bạn thoát tay ra, thả lỏng tay vai. Sau đó hít vào một hơi thật sâu. Xoay tay từ trước ra sau này. Đấy, đúng rồi, vươn. Đẩy cái ngực lên, cảm giác cái lồng ngực đang được mở. Mở, mở, hướng mắt nhìn lên nào bạn. Hít vào, thở ra. Trùng đầu gối nhẹ lại. Và chống tay về phía cạnh với bàn chân của bạn. Sau đó từ từ bạn rút chân phải ra sau. Bạn hạ đầu gối của bạn xuống, duỗi mũi bàn chân. Sau đó tiếp tục hít vào. Bạn nhướn cái người, xoay tay từ trước ra sau. Nâng cao hai cánh tay lên và bạn giữ ở đây. Hít thở đều, hít vào, thở ra. Hít sâu và từ từ thở ra. Bạn chống tay về phía trước, chống tay về phía trước, lùi tay, lùi mông ra sau để dựng được cái bàn chân của bạn lên và kéo giãn thật mạnh cho cái bàn chân của gân chân của bên trái. Bạn hít thở đều, hít vào, thở ra. Hít sâu, thở chậm. Sau đó bạn úp cái bàn chân của bạn xuống, úp cái bàn chân trái nhá. Rồi từ từ chống bàn tay phải ngang với bàn chân trái. Rồi xoay cánh tay, xoay tay của bên trái từ trước ra sau. Bạn nâng vươn thẳng cánh tay lên, mắt nhìn theo tay, bạn hít thở đều nè. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ tay xuống, đồng thời đẩy cơ thể về phía trước. Sau đó bạn chống mũi chân của bên phải lên, mũi chân của bên phải chống lên, nhấc đầu gối vươn dài, thật dài người của bạn về phía trước. Bạn giữ ở đây, hít thở đều, hít vào, thở.
thở ra. Hít vào thật sâu và thở ra. Bạn chống bàn tay của bên phải xuống, sau đó rút chân phải lên từ từ, trùng đầu gối, tay trái nắm khuỷu phải, tay phải nắm khuỷu trái, đung đưa, thả lỏng cho tay vai và đầu cổ của bạn. Sau đó nhẹ nhàng hít vào. Bạn cuộn từng đốt sống lên. Khi lên nhắm mắt lại nha bạn, nhắm mắt lại đi. Thế nâng cơ thể lên, nâng cơ thể, đừng mở mắt bộ, nhắm lại. Sau đó thả lỏng tay, xoay vai, hít vào một hơi trước đã, hít vào. Thở ra. Rồi bây giờ đứng thẳng lên thì bạn mới mở mắt ra, thấy an toàn hơn đúng không nào bạn? Tiếp tục nha, hít vào. Bạn xoay tay từ trước ra sau, ngực được vươn đẩy khi tay của chúng ta xoay. Vươn lên, đẩy cái ngực lên. Rồi mở rộng cánh tay, hướng mắt nhìn lên, hít sâu. Thở ra, trùng đầu gối lại. Rồi hạ bàn tay, hai bàn tay xuống cạnh với bàn chân. Sau đó hít vào một hơi thật sâu. Bạn rút chân trái ra sau, rút thật dài, duỗi thẳng thật dài chân ra sau. Hạ đầu gối của bên trái lại, duỗi cái mũi chân của bên trái này. Sau đó nâng cơ thể, hít vào. Vươn tay của bạn lên, chấm cái đầu gối chân trái để nhướn cái người lên. Hít sâu. Thở chậm. Hít thở đều 5 giây nha bạn. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào. Thở ra. Chống bàn tay của bạn xuống. Kéo. Kéo đến đâu thì duỗi thẳng chân của bên phải tới đó. Dựng cái bàn chân của bạn lên. Thế đúng rồi. Giữ hít thở đều. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. Cảm nhận cái chân đang được giãn dài ra đúng không nào bạn? Rồi từ từ hít vào. Úp cái bàn chân và đẩy cái người về phía trước. Sau đó chống cái bàn tay của bên trái, chống bàn tay của bên trái, đẩy cái hông của bên phải sang phải. Từ từ xoay tay phải này, hít vào. Bạn vươn cánh tay lên, thế vươn lên. Mắt nhìn theo tay đi, hít thở đều và giữ. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó hít vào. Thở ra. Hạ tay xuống. Đồng thời bạn đẩy cơ thể về phía trước. Đẩy cơ thể về phía trước. Rồi chống cái các ngón tay ngang với bàn chân. Chống cái mũi chân của bên trái này. Được chưa nào? Chân sau đó. Rồi duỗi thẳng. Căng chân trái, vươn người về phía trước. Lưng giữ thẳng, duỗi thẳng cái lưng ra nào bạn. Đúng rồi, duỗi ra đi. Đừng gù lưng. Vươn cái ngực, duỗi lưng nào. Đúng rồi, rất tốt. Hít thở đều. Rồi, từ từ hít vào. Bước chân trái lên. Trùng đầu gối lại. Rồi tay trái nắm khuỷu tay phải. Thả lỏng đầu cổ. Thả lỏng vai. Bạn hít vào. Kéo từng đốt, nhắm mắt lại bạn nha. Từng đốt sống lên. Đầu lên sau cùng, nâng cơ thể lên. Thả lỏng tay, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra thật chậm. Bây giờ bạn có thể mở mắt ra an toàn được rồi. Nào, sau đó hít vào. Bạn xoay tay từ trước ra sau, đẩy lồng ngực lên. Vươn tay, vươn tay, vươn tay. Kéo giãn mở căng căng lồng ngực lên nào. Hít sâu. Thở ra. Trùng đầu gối lại. Vươn cái ngực, võng cái lưng để chống tay của bạn xuống dưới sàn cạnh hai bàn chân. Trùng đầu gối lại. Hít vào. Thật chậm, thật chậm. Duỗi, duỗi thật dài. Chân phải ra sau. Thế, giữ nguyên tư thế, duỗi dài chân phải ra nhá. Quay tay trái từ trước ra sau, hít, vươn tay lên, bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra.
Bạn hạ tay xuống, động tác này vừa làm chắc khỏe cơ bắp và vừa làm chắc khỏe xương cho chúng ta. Rồi hít vào, bạn nâng cơ thể lên, rồi vươn tay, vươn giãn cái cột sống, giãn cái lưng của bạn lên nào, giữ ở đây, hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra, chậm rãi. Bạn hạ tay xuống rồi gồng cao cái vai của bạn lên, lấy đà để bước chân phải trở về vị trí ban đầu. Sau đó hít vào, bạn duỗi dài lưng của bạn ra, thế khuỷu tay ép sát vào thân, bạn giữ ở đây, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra, từ từ hít vào, thở ra. Bạn chùm gối, chống tay vào vị trí ban đầu, thật chậm rãi, rút cái chân trái dài ra sau nha. Thế, duỗi thẳng căng cái chân trái của bạn đi. Sau đó từ từ hít, xoay tay phải từ trước ra sau, vươn tay lên và bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ tay xuống, nóng toát mồ hôi rồi đúng không cả lớp, cố gắng lên nha các bạn. Rồi từ từ lấy đà, hít vào, nâng cơ thể lên, vuốt, để cái xương sống của bạn giãn dài ra, chữa và phòng ngừa bệnh đau lưng rất hiệu quả. Bạn giữ ở đây, hít thở đều nào, hít vào, thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1, tốt lắm. Rồi hít vào, thở ra. Bạn chống tay về phía trước rồi từ từ hít vào một hơi thật sâu. Lúc này chống chắc tay nhé. Rồi bạn rút chân phải ra sau, kéo giãn dài lưng, tư thế chữ V ngược, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra. Bạn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi nhé. Hít vào, kiễng gót chân lên, rồi bạn hạ đầu gối xuống, chống đầu gối, dựng cái bàn chân, ngón chân của bạn lên. Sau đó từ từ đổ người thật chậm về phía trước. Hạ ngực, hạ cằm xuống nào. Hạ ngực, hạ cằm xuống. Sau đó bạn hạ chân xuống, chống mũi chân, duỗi dài chân ra, nâng cơ thể lên. Bạn xoay vai để đẩy cái ngực của bạn căng về phía trước, hít thở đều. Giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ cơ thể xuống rồi thả lỏng cho xương sống của bạn. Nguyễn Hiếu lau mồ hôi. Đó. Bài tập lấy đi rất nhiều mồ hôi và những chất độc tố ở dưới da của chúng ta, đúng không nào bạn? Rồi, hạ trán xuống. Sau đó bạn chống hai tay sang hai bên, chống mũi chân, hít vào thật sâu, chống tay, nâng cơ thể, nhấn đầu gối để lùi mông ra sau nè, lùi mông ra sau, kéo giãn cái phần lưng của bạn đi. Hạ trán xuống, điều hòa hơi thở, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, từ từ hít vào, chống tay đẩy cơ thể về vị trí chữ V ngược, rồi hạ gót chân xuống, hít vào một hơi thật sâu, đẩy người về phía trước, đồng thời bạn co cái chân phải lên, rồi đặt cái đầu gối vào giữa hai tay của bạn đi, duỗi dài cái chân của bên trái, duỗi dài chân của bên trái, thế úp toàn bộ vùng đùi trên xuống dưới sàn nhá.
Thế sau đó từ từ bạn hít vào, thở ra. Bạn hạ khuỷu tay xuống. Hạ khuỷu tay xuống rồi chúng ta thư giãn ở tư thế này thôi. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở chậm, rồi thật chậm rãi, bạn chống tay, chống mũi chân của bên trái, hít vào, gồng cao vai để đưa chân được trở về vị trí ban đầu, bạn hạ gót chân xuống, sau đó hít sâu, đẩy người về phía trước, rồi co cái chân của bên trái lên giữa hai tay đi, sau đó duỗi dài cái mũi chân của bên phải để đảm bảo toàn bộ cái vùng đùi trên của bạn nó được ôm xuống dưới sàn như thế này nha. Sau đó mình mới hạ cái khuỷu tay xuống. Được chưa nào? Rất là dễ đúng không? Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở chậm. Giãn mở cái vùng lưng, vùng khớp hông, khớp háng của bạn rất là dễ chịu và giống như chút đi được cái gánh nặng 50kg ở cơ thể, đúng không nào bạn? Hít vào. Rồi chống tay, chống mũi chân của bên phải, bạn rút chân ra sau, chữ V ngược, hít vào, thở ra. Hít sâu, thở chậm, sau đó bạn bắt chéo hai chân, đi bộ về phía trước này, rồi kiễng cái gót chân của bạn lên, hạ mông xuống, duỗi dài chân về phía trước. Đấy, kéo cái mông của bạn ra sau, kéo mông của bạn ra sau, hít vào thật sâu, bạn giữ cho lưng thật thẳng. Đó, hai tay đặt trên đầu gối, rồi hít vào, thở ra, vươn người về phía trước, vươn người, tay nắm vào mắt cá chân, hạ khuỷu tay của bạn xuống, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra, từ từ hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Sau đó bạn hít vào, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Wow, rất là dễ chịu. Bạn lấy cái khăn lót phía dưới cổ của bạn nha. Chúng ta từ từ nằm xuống. Thế, chụm hai bàn chân lại, đầu gối được mở sang hai bên, hai tay xuôi theo thân, cảm nhận cái khớp háng đang được mở này. Bạn thu chân lại, bạn rung rung một chút, rung một chút. Đấy, đúng rồi. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Dùng tay ấn hai cái chân của chúng ta xuống. Giữ hít thở đều đi. Cảm nhận cái phần xương chậu của mình đang được mở ra. Ấn, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó hít vào. Bạn khép chân lại nhé. Khép chân lại. Co hai chân này. Dựng cái bàn chân của bạn lên. Hai tay nắm vào cái lòng bàn chân phía trong đó. Đó. Thót cái bụng lại để mở hai cái chân sang hai bên. Rồi bạn kéo đầu gối chân phải sang bên phải. Nâng lên rồi kéo qua bên trái, hít thở đều. Chúng ta cứ kéo sang hai bên. Tư thế em bé vui vẻ sẽ kích hoạt những cái hormone hạnh phúc để cho cái tâm trạng của các bạn được tươi vui và từng các cái tế bào của bạn được tươi trẻ trở lại. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Tập tư thế này rất vui đúng không bạn? Rồi hít vào,
thở ra, nhẹ nhàng bạn duỗi chân ra, hai chân mở rộng sang hai bên, hai tay xuôi theo thân, thả mềm toàn bộ cơ thể của bạn đi, đảm bảo cơ thể của bạn được mềm mại. Bạn lắc đầu qua phải, qua trái, phải, trái, phải, trái, đưa đầu về trung tâm. Hãy thả lỏng cơ thể, thả lỏng hơi thở của bạn. Hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Cảm nhận sự thư giãn đang thư giãn cho toàn bộ các khớp, các cơ và thư giãn cho từng đốt sống, thư giãn cho khuôn mặt, cho đôi lông mày và thư giãn cho bộ não của bạn. Hãy hít vào, thở ra để cảm nhận cơ thể bạn đang được thư giãn. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn. Và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, khép chân lại, hít vào, vươn hai tay quả đầu, giãn, 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 thật dài cho cơ thể duỗi đi ạ. Rồi,
từ từ nghiêng mình sang bên phải. Nhẹ nhàng nâng cơ thể ngồi dậy. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay rồi và cảm ơn bạn đã tham gia luyện tập rất là đều đặn và chăm chỉ cùng với Nguyễn Hiếu mỗi ngày. Và bạn cảm thấy cơ thể mình thế nào? Càng luyện tập thì cảm nhận rằng là các động tác càng nhẹ nhàng, linh hoạt hơn và cơ thể càng ngày càng khỏe hơn, đúng không ạ? Và rất nhiều các chị em cũng nhắn vào trong nhóm của Nguyễn Hiếu và chia sẻ rằng là mới có một tuần thôi mà đã giảm đau rất là nhiều, vai gáy cũng như là đau lưng và đau đầu giảm rất là nhiều. Và Nguyễn Hiếu mong rằng là khi mà kết thúc cái chương trình này thì tất cả chúng ta dường như ai cũng đều khỏe hơn, trẻ hơn và hạnh phúc hơn. Và các bạn chú ý ở cái phần bình luận thì Nguyễn Hiếu có để cái đường link của nhóm để mà tham gia gặp gỡ cùng với Nguyễn Hiếu, cũng như là cả cái số điện thoại để liên lạc với Nguyễn Hiếu. Thì các bạn chú ý ở cái phần bình luận, chúng ta nhấn nút tham gia để cùng gặp gỡ và chia sẻ với Nguyễn Hiếu mỗi ngày, để Nguyễn Hiếu có thể giải đáp những thắc mắc của bạn được kịp thời nhất và bài tập của chúng ta được hiệu quả nhất bạn nhé. Nguyễn Hiếu cảm ơn bạn và Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào. Chúng ta sẽ gặp nhau vào bài tập tiếp theo. Om Namaste.